Xin kính chào quý vị khán giả đang cùng quay trở lại tại sân bóng đá xã Quảng Tiên để tiếp tục theo dõi những diễn biến trong ngày thi đấu cuối cùng ở vòng bảng đua xe máy. Trận đấu của ca thủ Trường Thọ và ca thủ Thiên Văn ở cung điện bảng A. Hiệp một của trận này của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Nguy hiểm quá. Cú đánh đầu. Một khả năng nhập tình dành cho đội bóng của Thiên Văn. Nguy hiểm đây rồi. Bàn thắng đã đến dành cho cầu thủ của Trường Thọ. Đó là một đường truyền dài. Anh Việt đã nói là cần phải có những điều kiện này ở cho trận đấu với điều kiện bàn thuật như thế này. Thiên Văn sau rất nhiều thời gian chậm dựng thì bây giờ bàn lưới của họ đã bị rung lên. Và bây giờ là cơ hội để họ
tôi các bộ lâu chung có để nâng tỷ số lên con số 2 không? Đó là cú đá chính xác. Gavi của Châu Thọ đã nâng tỷ số lên 2-0 cho trận đấu của mình. Và đó là bàn thắng mang đến cho họ sự chắc chắn hơn. Rất đáng tiếc cho Gavi Điện Thoại. Họ đã không thể chưa thể ghi bàn thắng để dỡ màn. Và trong một tình huống mọi người trong hội cầm đã để bóng chạm tay và penalty sẽ đến được. Nguy hiểm vẫn còn thế anh. Hai cú đá liên tiếp. Đá phạt góc ở bên trái mà được. Bóng bật ra. Trang đôi đã che chắn trận đấu rất tốt. Cao thủ Điện Thoại cho rằng cần phải có fan tay cờ. Tuy nhiên không phải thì đã không. Quý ông may mắn là bóng đi chạy ra ngoài. Khó khăn vẫn đang hiện hữu cho khung thành của Điện Thoại. Quả bóng mà trung vệ của họ đã tập tiếp tục là ca đủ trường vợ. Hãy trân trọng vào pháo này khi mò có cơ hội để triển khai lại. Nguyễn trở đàn Nguyễn đã có cú đá xuất hiện. Tiếp là bóng đã đi hơi hiền vậy thành phía trung thành thì cũng không muốn của Điện Thoại. Đánh đâu! Bây giờ có bàn thắng dành cho cao thủ của Thiên Văn. Một pha xử lý hoàn toàn thuyết phục. Bóng bật trong phòng cấm và người kết thúc là đội trưởng Vương Đăng. Một pha chơi bóng bổng. Tỷ số đã được rút ngắn và hãy cùng chờ xem liệu có một lỗi gương dòng ngoạn mục. Và đã nhen nhóm lại cơ hội cho trận đấu của mình. Và họ cần làm điều đó. Quý ấm bật ra. Vẫn còn Quý Cương. Được anh cho cao thủ của Tiên Phan cân bằng. Thời tiết lần này đó là một cú đá ở tầm xa
đến từ Bạch Đạt. Rất đáng tiếc cho ca thủ Điện Vàng, nhưng đây là một pha bóng mà Bạch Đạt đã được nhận đi sớm. Xuân Trơn và đặc biệt là với vai trò một thủ môn đóng thế đã không giúp cho cao từ của Tiên Phan được đứng vững. Qua bàn thắng vừa rồi dường như là khẳng định thêm cho việc sẽ có điểm để đi tiếp lượt trận bán kết cho cao từ của Trường Thọ. Quý thời gian đã trở nên ít hơn cho Tiên Phan. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của ca thủ Trường Thọ và Tiên Phan. Lượt trận cuối bảng A của mùa giải hôm nay, mùa xuân Quý Mão 2023, xã Quảng Tiên. Ca thủ của Trường Thọ đã giành chiến thắng 3-1 trước ca thủ Tiên Phan, để qua đó có thành tích 1 hòa và 1 thắng cùng điểm số với ca thủ Vinh Quang. Hà Nội bóng bước vào lượt trận bán kết vào ngày mùng 2 Tết tới đây. Xin chúc mừng ca thủ Trường Thọ và xin cảm ơn ca thủ Tiên Phan. Chúc cho các thành viên của Tiên Phan sẽ đón xuân lan khang và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những mùa giải tiếp theo, đặc biệt là những trận đấu tiếp theo, cùng cổ vũ cho giải bóng đá của xã nhà. Quý vị khán giả đồng bên đến đây, chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt. Gặp lại vào lúc 14 giờ chiều nay, lượt trận còn lại của bảng B. Tôi là Nhiên cùng anh em ekip của truyền thông Rupi. Thân ái.